Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo từ môi trường nghiên cứu đến thí nghiệm, ứng dụng thí điểm đến ứng dụng rộng rãi trong xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Theo đó, đối với ngành giáo dục và đào tạo sẽ tập trung nghiên cứu các công nghệ và giải pháp sau. Ứng dụng giáo viên ảo được thiết kế để trả lời các câu hỏi mà học sinh thường hỏi như kế hoạch của bài học, mô đun khóa học, bài tập. Giáo viên ảo có thể theo dõi tiến độ học tập của học sinh qua hình thức một kèm một, cung cấp cho từng người tham gia những phản hồi được cá nhân hóa, đồng thời giới thiệu cho học sinh những nội dung học tập phù hợp hơn bằng cách phân tích những kỹ năng học tập và những điểm còn thiếu sót của học sinh. Sử dụng trí tuệ nhân tạo để định hướng nghề nghiệp. Cụ thể, trí tuệ nhân tạo sẽ giúp phân tích, đánh giá kết quả học tập, sở thích, mục tiêu của học sinh và nhu cầu của thị trường lao động, từ đó dự đoán và tư vấn định hướng lựa chọn trường, nghề nghiệp cho học sinh. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho quản lý học sinh thông qua phân tích thông tin kết quả học tập, sức khỏe học đường, tâm sinh lý, nhu cầu giải trí nhằm đưa ra đề xuất nâng cao hiệu quả học tập. Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị liên quan triển khai tập huấn trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo. Theo đó, các cơ sở ban ngành nói trên phối hợp xây dựng chương trình tập huấn trực tuyến bồi dưỡng kiến thức trí tuệ nhân tạo cho cộng đồng xã hội từ cơ bản đến nâng cao, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, từng lớp xã hội, tích hợp chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức vào nền tảng trực tuyến.